Đi ăn buffet hải sản mà còn được quán đãi cho lẩu cua, quá đã. Buffet có tôm càng, tôm thẻ, ghẹ sống thả hồn, ăn thoải mái không giới hạn luôn nè. Nếu bạn là người đam mê hải sản và ốc thì tới đây là hết ý luôn rồi. Quán có rất nhiều loại ốc, nghêu, hào, sò huyết, sò mai đa dạng cho các bạn tha hồ chọn lựa. Rồi quầy thịt, đồ nướng nè cũng không hề thua kém luôn nha. Có cả cá, gà, bò, heo, mực, bạch tuộc, đủ loại từ ướp sẵn đến không ướp. Mà kinh nghiệm đi ăn buffet bình dân thì các bạn nên đi sớm tầm 5-6 giờ á. Các bạn sẽ có chỗ ngồi tốt nè, quầy line đầy đủ, tha hồ mà chọn lựa những gì ngon nhất mà mình ăn. Chứ đi trễ đông người chen lớn, quầy line thì phiêu không có kịp. Các bạn lại nói là đi ăn buffet là không có gì ăn nữa thì tội quán. Mà đi ăn buffet các bạn cũng phải ăn vừa nha, chứ đừng có sợ lỗ mà dung nạp nhiều quá cùng một lúc thì cũng hay bị đau bụng lắm á. Mà ở đây nghĩa sơ sơ quầy lai điếm xương xương á, từ hải sản đến các món thịt nướng rồi quầy thức ăn chế biến sẵn thì cũng đâu đó tầm hơn 60 món. Mà được nhân viên nói là sẽ thay đổi menu liên tục theo ngày nè. Quán buffet này thì sẽ bao gồm cả lẩu và nướng luôn nha. Quán có cả bánh xèo luôn nè. Quán cũng có chuẩn bị nhiều loại sốt phô mai, sốt trứng muối, mỡ hành, sốt tiêu, sốt BBQ để cho các bạn tha hồ nướng cùng với các loại ốc luôn. Ai thích chế biến gì thì cứ lấy nha. Mặc dù đây là một quán buffet hải sản kiểu bình dân, nhưng đối với giá cả và chất lượng thì đây cũng là một lựa chọn tốt để các bạn ăn hải sản thoải mái luôn mà không sợ thủng túi. Mà khi các bạn đi nhóm 5 người sẽ được quán đãi cho một cái lẩu cua, hay là nhóm 10 người trở lên cũng sẽ được quán giảm cho 10%. Các bạn cùng lưu lại, rủ đồng bọn tới liền nha.